Saya ở khu vực đường dưới. Thật ra thì bộ đôi đường dưới của bên Vezindong cũng không mạnh trong giai đoạn đi đường. Đặc biệt là Alistar ở cấp độ đầu tiên thì đây là vị tướng mình gần như bạn sẽ chấp nhận là đối phương sẽ đẩy được. Ở khu vực cánh trên, và Honor cũng đang di chuyển ra sau lưng của 369. Đợt lính đang đẩy cao, 369 sẽ là mục tiêu được chọn. Honor bắt đầu tiếp cận với bùa đỏ trên người. 369 bỏ chạy, anh ta đã bị làm nhầm, anh ta đã bị làm choáng và anh ta không có đường lui ở trong tình huống này. Chiến công đầu thuộc về Zed. Trong khi đó, thì Kanabi đang tấn công ở đường giữa. Faker vẫn lui về được. Khoảng cách lúc này đang là khoảng chừng 1.000. Kanabi tổ chức một pha ăn rồng với sự hỗ trợ đến từ Nai. Còn ở đường trên, Zed lao vào trụ và solo kill. Có thể lui ra một cách dễ dàng. Còn ở đường dưới rồi kia, đó là sân khấu tử thần. Phát đầu tiên đã hụt. Phát thứ hai trúng làm chậm Nura. Missing tới để che và che thành công cho Nura. Keria cũng đang di chuyển tới, anh ta đã đạt được cấp 6. Kumayoshi cũng đã có sân khấu tử thần, sứ giả trong tay của Jindong. Nhưng T1 bắt đầu tràn vào, thiên mệnh hóa vàng ba người. T1 đứng đợi sẵn, Honor hút tung bốn người ở trong hang sứ giả. Nai cố gắng lao ra, mưa tên lửa khá đẹp, Kanabi thấp máu, Kanabi đã gục ngã. Nhưng Nai cũng có được điểm hạ gục, 369 đang đốt, tốc biến bỏ chạy. Phát đạn thứ tư đem về điểm hạ gục cho Kumayoshi. Jindong đang kẹt lại ở trong hang sứ giả, bắt buộc phải tốc biến đi. Nhưng Kuma vẫn có hai mạng, cú làm choáng thành công một Kedia, đó là mạng hạ gục cho Faker. Honor đang di chuyển dần vào. Zed đã dịch chuyển ra ngay phía sau lưng hàng rồng. Kanabi chấp điểm được rồng hay không? Đó là Honor chấp được rồng trước Kanabi. Và sân khấu tử thần được mở. Nó chết chóc thật sự và Kanabi gục ngã. Của Honor kết hợp Honor của trung phạt. Honor đi đang đi sâu vào đường phía đối phương. Anh ta vẫn đang cố gắng lết về phía bờ sông. Faker hỗ trợ. Di chuyển ra hỗ trợ tạo giáp cho Honor. Dùng lệnh sóng âm luôn để cứu. Và anh ta không cứu được Honor. Kera làm chẳng không thành công. Nhưng có Thiêu Đố. 369 thấp máu. Nét vẽ đã bị né. Nhưng 369 vẫn nằm xuống với sát lực đến từ Thiêu Đố. Và phía bên này thì Faker chiếc điểm missing. Đang đợi 369 bước lên cao một tí. Tốc biến của 369 chưa hồi lại, anh ta đã bị hóa vàng. Zed đã bật chiến binh tận thế, cú bổ thành công, xiên xích địa ngục thành công. 369 gục ngã. Trong khi đó, Jindong vẫn đang tổ chức pha ăn rồng của mình. Missing di chuyển dần về phía đồng đội. Còn Zed là người tạt từ phía sau tạt tới. Nai đang đứng nấp trong bụi để có thể chặn đường của Zed. Kanavi gầm quy để có thể đẩy Zed ra, quay lại tuyến sau để có thể phá con mắt kiểm soát. Rồng sẽ hết kiên nhẫn và lui trở về hang của mình. Sứ giả đã hút vào tới trụ 2, nhưng rồng vẫn là nơi tập trung của cả hai đội. Hành trình kỳ diệu của Ruler, anh ta đi thẳng vào trước mặt của Zed, nhưng có đồng đội kế bên. Zed bắt buộc phải tốc biến qua tường. Mưa tên lửa rải khá đẹp. Zed bị bắn và Zed sẽ gục ngã dưới sát thương cuối cùng đến từ Kanavi. Trong khi đó phía bên này, 369 đang sấy Keria. Honor cũng thấp máu. Jindong tiến lên, họ tìm được Honor. Một cú chiêu cuối rất đẹp của Faker kết hợp Honor đem về 2-3 gục ngã cho T1. Nhưng phía bên này thì Nai vẫn đang quẩy, rất nhiều thành viên của T1 thấp máu. Nai tốc biến qua tường, bắt Kumayoshi phải tốc biến né phi tiêu của mình. Nét vẽ đã trúng và Kumayoshi cùng với là Honor vẫn đang triển khai tốt pha phối hợp 2-2 và họ đẩy lui được Nai và Missing. Faker quay trở lại sau khi đã có được cú double kill, đặt quả cầu ra. Anh ta né khỏi tầm sử dụng kỹ năng của Missing và Nai. Nét vẽ lại trúng, Nai là người bị giữ chân lại, anh ta đã không còn tốc biến nữa và Missing là người đã bị kẹt lại, bị dứt điểm Honor. Phi tiêu của Nai trúng nhưng đó là Kumayoshi với pha dứt điểm. Và nó sẽ hồi rất nhanh, lệnh xong ông Faker sẽ hồi rất nhanh. Faker không ngại tiếc chiêu cuối để có thể giữ chân được Missing. Một trong những cái điểm được khi mà tiêu diệt được Missing là triệt tiêu cái lượng cá nhân. Wow, làm chán tốt của Kira. Xử lý kỹ năng quá ác và Nai bị mất hơn 60% máu của mình. Phía bên này Kanabi sử dụng chiêu cuối mơ tên lửa cũng rất đẹp. Sát thương dứt điểm của họ đã có, họ dứt điểm được Kumayoshi. Có một chút xíu khoảng trống dành cho Nai nhưng ta vẫn chưa dám quay trở lại pha giao tranh. Còn Zed đã có mặt ở đây, xiên xích địa ngục đã trúng. 369 bị giật lại, liên tục là những cú bộ của Zed. Missing có mặt để hỗ trợ đồng đội, giúp cho đội hình của bên phía Jindong lui về được. Và đội hình Jindong đang phải lui ra nhưng T1 không muốn dừng lại. Họ đã bắt được Kanabi với pha hỏa vàng. Faker đứng đợi sẵn, Kanabi bắt buộc phải tốc biến. Xiên xích địa ngục vẫn trúng nhưng Zed đang gặp nguy hiểm. Sân khấu tử thần được mở. Phía bên này Missing đang phải bỏ chạy và Faker xoáy ba người. Double kill dành cho Zed. Faker tự tay giúp điểm này và pha sau cùng kill ngã. Missing sẽ là người cuối cùng nằm xuống. Một bản đấu đầu tiên mà T1 đã dẫn trước từ đầu cho đến cuối, từ pha cướp rừng đầu tiên của Honor cho tới tất cả những diễn biến tiếp theo, và họ đã có được tỷ số 1-0. Jindong sẽ tăng lên rất là nhiều. Đúng là như vậy, và có thể là JDC họ sẽ quan tâm tới cái đường trên nhiều hơn trong ván thi đấu này, bởi vì rõ ràng là con bài ở chốc sẽ gặp một chút khó khăn và cánh rừng của V có thể sẽ đẩy từ dưới lên trên. Nếu như V đẩy từ dưới lên trên, Honor
Nhưng mà hơi đáng tiếc là con bài Maokai là con bài hơi khó để băng trụ. Có lẽ rằng là Vi sẽ vẫn khởi điểm từ dưới lên trên để anh ta có thể đang đứng nhìn nhau ở khu vực bãi chim. Bán xạ tiễn của đội đã trúng, Missing là người mất máu, nhưng Kera cũng bị dính rất nhiều sát thương. 369 chết và 369 cũng đang có mặt ở đây. T1 vẫn đang tiếp tục tràn lên, Missing thấp máu. Ngay lập tức bên phía T1 cũng đang rút ra, không rút ra hết. Họ vẫn đứng để hỗ trợ cho N giải quyết bùa xanh của đối phương. Rất nhiều thành viên của hai bên thấp máu, tán xạ tiễn gây sát thương liên tục. Missing tuy còn đủ một chấm máu mà thôi, Kanavi đâm trúng vào N. N giật ngược ra, sát thương trả lại liên tục. W nâng thành công và chiến công đồng nhất cho N. T1 có được thêm một điểm hạ gục nữa. Và xử lý rất tốt ở khu vực cánh trên. Honor có mặt ở đường dưới, bắt Ruler phải tốc biến, nhưng góc này có quá hẹp hay không đây? Ruler vẫn lui về được trụ, anh ta đã bị ôm lại, anh ta vẫn đang bị bắn liên tục, đã có thanh tẩy phát đạn cuối cùng sẽ có, và đó là Keria. Tâm đánh của Ash đã phát huy tác dụng, Missing còn đúng một chấm máu. Karavi đang tới, đấm ai đây? Đấm Honor, và Honor nằm xuống. Keria bật lá chắn quay ngược lại trả sát thương. Karavi tốc biến để giúp điểm đối phương với double kill cho xạ thủ của Zindong. Tại vì họ đã ra sứ giả muộn hơn, Karavi là người ra trước. Và một công phi khỏe như thế này lên cấp độ 6 trước thì T1 cũng tôn trọng người đi rừng của Zindong để có thể đổi mục tiêu. Còn ở cánh trên thì 369 đã khô máu, nhưng ta không khô máu một mình. Kanavi có mặt ở đây, Z cũng đã bật chiến binh tận thế. Tuy nhiên suy nghĩ của Zindong là làm gì? Họ quyết định không băng trụ để có thể lấy thêm lớp giáp trụ. Honor thả một cú quyền lực thiên nhiên, nó có thể giữ chân Missing lại. Nhưng T1 liệu có tiến lên được hay không? Vẫn chưa tiến lên được. Z từ phía sau lao tới, anh ta đã tìm được Ruler, bổ liên tục. Ruler đại băng tiện bắn không trúng ai tả. Kanavi không có tốc biến, xoáy trúng và Honor nằm xuống, nhưng Kanavi cũng đi luôn. Mỗi bên mất một rừng. Không cần quá phụ thuộc vào linh hồn rồng, tất nhiên có tốt. Nhiệm vụ của họ lớn nhất là không cho đối phương có được linh hồn rồng. Tiếp theo đang một tấn công Faker, quyết định lao thẳng vào Faker. Honor đứng kế bên để hỗ trợ Faker tốc biến khỏi lệnh sóng âm, nhưng ta vẫn đang bị đấm liên tục phân chia thiên hạ, giúp cho Faker sống. Bây giờ thì T1 sau khi đẩy xong đường giữa với cái đĩa mặt trời được dựng lên bên phía Faker, họ đã kiểm soát tầm nhìn tốt hơn. JDG đang muốn di chuyển thẳng ra hang rồng. Đại băng tiễn đã trúng, Honor bắt đầu tiếp cận vào, họ ôm được vào Kanavi, nhưng Honor đang bị cô lập, anh ta bị đấm liên tục. Honor tốc biến đi không kịp, Honor là người nằm xuống. 369 có mặt, cú xoáy thành công khiến cho Z gục ngã. Kanavi là người bị chỉnh trịnh sóng âm. 369 đang tiếp cận, cú VUC bị bắt lại, và đó là Kanavi tự tay dứt điểm anh ta luôn. 369 tiếp cận được tuyến sau của T1, Kanavi lại lao vào đấm, và Honor đã phía bên này, anh ta bị bế ra và 369 dứt điểm luôn. Z đang phải lui về, nay còn đúng một chấm máu, Zindong chỉ mất một người mà thôi. Không có Honor, không có tồn tại, làm sao trừng phạt? Tại bên kia có Kalista. Z vẫn đang cố gắng di chuyển tới. Faker dịch chuyển từ nhà ra với đầy đủ tài nguyên, anh ta có phân chia thiên hạ, anh ta có tốc biến, anh ta vừa mua thêm Nanasor, Baron 1000 máu, Baron dành cho Zindong. Z đang gặp nguy hiểm, anh ta không còn tốc biến nữa, anh ta bị bắn liên tục với Missing. Nay bắt đầu tiếp cận, Keria đã gục ngã. Faker lao vào tìm kiếm Ruler, nhưng Ruler không nằm xuống mà Faker mới là người gục ngã. Và Baron dành cho JDG. Bây giờ cái cửa của T1 trong ván tiền đấu này đã là rất khó rồi. Bách phải chúng làm gì đây? Không có chúng tác dụng. Nó không phải là quá nhanh, nhưng mà nó mất cả. Kanavi mở thẳng vào Faker, ta đóng thẳng luôn, ta có đủ sát thương và Missing dứt điểm Faker. Kanavi vẫn còn giáp thiên thần, đồng đội của anh ta đang đứng kế bên. Kanavi sẽ hồi sinh lại và xuyên tính kế bên hỗ trợ, nhưng Kanavi đập bẫy và nằm xuống. Kumelsi tốc biến né khỏi lệnh sóng âm, bắt phát bắt trúng vào người của này. T1 đang muốn phản công ngược lại, họ giữ chân được này, họ dứt điểm được này, nhưng sao đã nằm xuống. 369 đang quẩy ở tuyến sau của T1 và không có khả năng chống cự từ Kumayusi. T1 mất toàn bộ đội hình của mình. Xa xôi, 369 còn dịch chuyển ở trên người. Chắc chắn 369 không muốn cho đối phương có được con rồng này. Ba rồng lửa, mặc dù chưa tới mức linh hồn, anh ta đang đứng sau lưng đội hình của Zindong. 369 là người bị dính đại băng tiện, rất bắt đầu bổ vào tìm kiếm Ruler, tìm kiếm này, chặt được này, nhưng đồng hồ đã được kích hoạt. Sau đó Kanavi đang dẫn đầu đội hình của Zindong. Missing giữ chân Zed lại và Zed trở về dạng hồi sinh. Đội hình T1 chỉ có thể rút lui mà thôi, nhưng rút về đâu bây giờ khi 369 đang búa ở tuyến sau. Anh ta có được double kill, tìm kiếm người tiếp theo đó là Keria. Q3 đã trúng, Keria gục ngã, triple kill cho 369 và Zindong chính thức cân bằng tỷ số 1-0. Là vị tướng bị nguyền, một trong những vị tướng bị nguyền của chung kết thế giới 2023. Nhưng ở trong ván đấu thứ ba này, khi đã không còn một lựa chọn nào chắc chắn hơn thì 369 vẫn... Nhưng mà đợt lính này rất nhiều, họ quyết định tấn công. Mục tiêu được chọn lựa sẽ là Kumayusi, tất cả mọi thứ dồn vào và không thể nào né như đòn đánh thường. Ruler vẫn sẽ sống, nhưng phát bắn cuối cùng Missing gục ngã. Sau đó tốc biến qua tường, Keria gỡ mạng, double kill cho hỗ trợ T1.
và Canavi có thể có luôn một hai bãi quái rừng cánh trên của bên phía Tiêu Anh nữa. Với hàng sứ giả tốc độ di chuyển Sukera khá tốt, còn ở đường dưới Puma đang bị tấn công nhưng ta đã thoát khỏi pha uy hiếp đó bằng cách tốc tiến phía bên này. Thì pha lao vào của Faker bị chính cú lầm choáng và Faker nằm xuống. Đây là lý do tại sao Talia khắc chế Azir, rất bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy. Kera có mặt hỗ trợ đồng đội của mình, bắt được Kavi với pha bắt tay, nhưng Messi cũng đã tới. Kavi vẫn đang cố gắng tìm kiếm một sứ giả. Honor là người kéo được sứ giả, nhưng có ai lượm được nó hay không? Tiêu Anh đang quay ngược lại hàng sứ giả, Kera nhặt luôn. Phía bên này Nai thấp máu bắt buộc tốc biến qua tường. Quay trở lại với khu vực cánh trên thì Kavi đã hồi lại chiêu cuối chưa? Đúng một giây đã hồi lại. Rất đang cố gắng chống cự nhưng ta không có tốc biến và đã phải gục ngã. Chờ đợi cho linh hồn rồng sẽ xuất hiện ở trong cái bản thi đấu này sẽ là linh hồn rồng nào. Quay trở lại với cái rồng gió, cố gắng cứu Zed nhưng mà Canavi ở rất đúng nơi đúng chỗ. Các bạn có 3 người, chúng tôi có 2 người và 2 người của Xin Đông khá mạnh, thậm chí là họ gọi luôn khu dịch chuyển tất cả mọi thứ chung của 369. Con cá sấu này vẫn đang chống cự được, đại băng tiễn bắn tới bên phía T1 sẽ mất lại một người, đó là Zed nằm lại trong trụ của bên phía Xin Đông. Nhưng Canavi cũng thấp máu bị làm choáng thôi, Honor không dứt điểm được, Honor phải lui ra. Lúc này thì Xin Đông rõ ràng là đang sẵn sàng bước vào cái vị trí giao tranh, đội hình của họ đang chạm ngưỡng sức mạnh rồi, với một con cá sấu nâng 2 điểm chiêu cuối. Ngộ không của Canavi mới cấp độ 10 mà thôi, nhưng sức ép đến từ một con ngộ không xanh sao cũng đang tạo ra một cái áp lực lớn mà bên phía của Tiêu Anh phải hứng chịu. Honor đang di chuyển vào, anh ta quyết định mở, Faker cũng vào chung phân chia thiên hạ hai người và Kuma Yuzi có được double kill. Canavi vẫn đang cố gắng múa, 369 quậy với thằng cá sấu, Ruler đứng phía sau bắn nhưng Varus sắc lực có vẻ như bắn không chất lượng lắm. 369 quậy không nổi nữa và anh ta gục ngã. Thứ hai dành cho đội hình của mình với việc Faker sẽ chiến binh tận thế. Ruler đã tốc biến rồi và anh ta khó thoát pha này, một phát đánh thương nữa thôi, đó là mạng shutdown cho Zed. Mặc dù anh ta cũng phải đầu tư tài nguyên nhưng mà anh ta có đồng đội đứng ngay phía sau. Canavi bị chặt liên tục, Canavi cũng phải tốc biến. Canavi chạy được với 200 máu hợp chất điên loạn thả ra để T1 có thể rút lui, nhưng họ đã có một cú dịch chuyển của Faker. Canavi còn một cú chim mồi, còn một hạt thông nổ để xuống hang Baron. Baron còn khoảng chừng 2700 máu. Faker cố gắng đẩy Canavi ra, Baron thuộc về T1. Thằng cá sấu được bao nhưng 369 không tiếp cận được, con Canavi đã gục ngã trong hang Baron. T1 đang tìm kiếm con cá sấu ở khu vực cánh trên. Zed đã vào vị trí, Honor xuyên tâm kích thành công giữ chân 369 lại và con cá sấu này chắc chắn là sẽ gục ngã dưới những hạt chặt đến từ quỷ kim Darkin. Đó là tôi sẽ hạ gục chăng? Vẫn chưa. Hai mạng dành cho Xin Đông. Honor mất bóng hiệu quả, mười triệu quân quay ngược trở lại. Anh ta cố gắng tấn công 369 nhưng không được. 369 vẫn sống và T1 mất rất nhiều mạng. Cái chuyện gì nó đang xảy ra thế này? Faker là người đang chặn đường xuống của đối phương từ khu vực phù xanh. Zed cũng đang ở vào vị trí để có thể ngăn chặn Canavi bị chặt, sử dụng chim mồi để có thể đẩy lui Zed. Trong khi đó ở khu vực hang rồng thì Nai đã dựng một bức tường lên để chia các đội hình T1. Đại băng tiễn bắn vào không dính ai cả, nhưng Honor đang gặp nguy hiểm ở trong hang rồng. Anh ta đang bị làm choáng, rồng còn thấp máu. Honor quyết định mở và rồng dành cho Canavi, nhưng Canavi đã phải trả giá bằng chính mạng của mình. T1 thì còn đủ đội hình, họ đang đánh chung lại với nhau, họ đang che chắn cho nhau. Rất bật chiến binh tận thế lên tìm kiếm điểm hạ gục của mình, đó là Ruler, nhưng Ruler đã lùi khá xa khỏi khu vực giao tranh. Đội hình T1 vẫn đang dẫn về phía của Nai và Ruler. Họ có rồng gió, đối phương cũng có một, tốc độ di chuyển của họ không thua kém là bao nhiêu cả. Phía bên này định mệnh về gọi được chung để bắt Missing và hỗ trợ của Xin Đông vẫn kịp tốc biến đi, cố gắng dùng thất tiễn xạ để có thể làm chậm đối phương, nhưng anh ta còn đúng một chấm máu và rớt được nhường mạng. Một pha kiểm soát bùa đỏ của Missing và Canavi, sau đó họ di chuyển ngược về, dịch chuyển chặn đường. Tiêu Anh tổ chức một pha tấn công vào Missing, người không có tốc biến. Faker có mặt ở đây, Missing không còn đường lui, hỗ trợ của Xin Đông kẹt trong hang rồng. Nhưng phía bên này thì Canavi cũng tốc biến thoát được, Missing thì không. 369 bị làm chậm lại, Honor xin tập kích thành công. Faker đang xỉa từ tầm xa nhưng đường trên của Xin Đông vẫn có thể đi bộ về được. Sự cố gắng đến từ bên phía của Tiêu Anh trong việc đứng ở khu vực đường giữa giữ tầm nhìn, nhưng họ đã không thể né được pha đại băng tiễn khuất tầm nhìn của Missing. Xin Đông đã có được hai trụ đường giữa, Honor bị làm mềm liên tục. Rớt từ phía cánh lao vào dùng xin xích điện ngục vào Nai, nhưng có Canavi đứng đợi. Faker lao vào đẩy được Ruler về và Honor hứng mạng shutdown dành cho Zed. Hợp chất điện loạn thả cực kỳ đẹp và Missing cũng nằm luôn, nhưng 369 đang quậy. Anh ta cố gắng quậy thì Faker đứng yên và xỉa. 369 chịu không nổi sát thương của T1 và T1 quét sạch Xin Đông, và đó là Faker với con bài Azir của anh ta. Ở trong những tình huống ngặt nghèo nhất,
thì T1 nhìn về phía đường giữa của họ và họ có Faker, hoàng đế của Surima vẫn sẵn sàng để tạo đột biến. Và Ruler mặc dù đã tốc biến vẫn phải cục cả. Chỉ một pha giao tranh thôi, Faker xóa bỏ hoàn toàn lợi thế của Jindong. Cú đại bằng tiền trong tuyệt vọng của Messing. T1 vươn lên dẫn trước 2-1. Đúng là như vậy, tôi cảm nhận là trong ván thi đấu này xử lý kỹ năng mới chính là cái vấn đề lớn nhất, và việc mà di chuyển như thế nào, xử lý như thế nào mới là cái điều quan trọng. Còn về chất tứa thì tôi nghĩ rằng thua được Caravian, không biết là đập cấp độ 6 hay chưa. Đừng chê thì 369 đã tấn công. Mở rồi, Nai là người đang bị giữ chân lại, nhưng mà Faker vào không kịp. Cua đã ăn xong, Tin Đông đang lui về. Nai đi vào hang rồng chậm một nhịp, tốc biến làm choáng thành công và Nai bị hất tung lên sau ba combo kỳ kích, vẫn xoay kịp nhưng phân chia hạ đem về chiến công đầu cho Faker. Đội hình của T1 họ lui về được và hành trình kỳ diệu. Sau đó ổ ba của Zidong đi thẳng vào nhưng hai người bị làm choáng, tuy nhiên Faker không còn đường lui. Và hơn nữa thì họ để cho Ruler chạy thẳng lên đường trên. Với việc của Ruler, anh ta có thế chủ động hơn cho việc kiểm soát lấy ở đường dưới này. T1 kéo người lên, Faker tiến tới, Faker dính xiên xích địa ngục và anh ta bị hóa cốc. Anh ta cố gắng lùi về, phân chia thiên hạ chưa hồi. Tôi không biết là có kịp để chúng ta có được linh hồn rồng ở trong ván đấu này không. T1 đang muốn cạnh tranh, Faker có dịch chuyển, anh ta chưa dịch chuyển nha. Nai là người bấm dịch chuyển trước, Faker bây giờ bấm dịch chuyển vào gần đồng đội của mình hơn. Anh ta sẽ đáp xuống trễ hơn một tí, đã kịp có mặt cùng đồng đội. Đó là sứ giả dành cho Jindong. Họ giữ chân Caravi lại, phía bên này cũng xoáy đã trúng của Messi, mất khá nhiều máu. Caravi bị kẹt lại, anh ta cố gắng lướt. Phía bên này là Zed bị giữ chân lại, sử dụng chiêu phối chặt vào Caravi. Nhưng người đi rừng của Jindong vẫn sâu, tiện đạt đỉnh điểm. Ruler chưa dẫn vào quá sâu, 369 chặt vào Zed. Ruler đổi mục tiêu và anh ta cũng không tiếp cận vào Zed. Hai bên đang quyết định rằng có lẽ không giao tranh nữa. Các thành viên Team One họ kích hoạt con dòng về trước nhưng ngay là tức họ rút ra bởi vì Ruler đang ở giữa này. Ôi Caravi đi cản trở gì nữa này, Caravi. Canavi vẫn sống bằng một cách nào đó. Nhưng rõ ràng là JDG họ đang chờ cái chiêu cuối của Ruler. Bởi vì một cú hút của sứ giả kết hợp với sát thương. Kyria đã hóa vàng trụ. Con ba phát huy tác dụng, tốc biến lên không làm choáng được ai cả. Jindong vẫn kịp lui về. Nhưng con sứ giả đã bị vô hiệu hóa. Canavi quyết định. Ôi, rớt lao vào giữ chân được hai người. Nhưng anh ta cũng phải rút ra ngay lập tức bởi vì Ruler vẫn đứng ở phía ngoài. Xoáy hai người. Canavi có được mạng hạ gục. Anh ta đang đứng trong trụ, anh ta bị trụ bắn và Kubayashi là người được có cái mạng hạ gục đó. Và tốc độ ăn baron của bên phía T1 cũng khá nhanh, nhưng hãy chú ý rằng họ đang không có tốc biến của Kubayashi. Faker thì còn đầy đủ tài nguyên. 369 tiến vào quả cầu rồi được đặt vào. Đó là baron dành cho T1, họ chạy được hết với anh trên kia chiều. Nhưng Jindong đang dấn về phía của Zed, bắt buộc anh ta phải lui ra bụi cỏ chặt ba một tí. Đội hình của T1 đang tập trung lại với nhau, chỉ có một người đứng lẻ mà thôi, đó là Zed. Cũng đang bắt đầu dần di chuyển về với đồng đội của mình. Kyria đang bị bổ, nhưng lượng máu của anh ta còn khá nhiều. Honor lao vào không giữ chân được ai cả. Đó là Honor với con rồng thứ ba dành cho T1, nhưng anh ta đang bị giữ chân lại. Anh ta combo được kỳ kích về phía sau. 369 cố gắng chặt vào Honor nhưng không có nhiều sát thương. Faker lao vào hất được Messing mà thôi, nhưng ép được Nai bấm đồng hồ. Zed lao vào chặt chém, Faker dứt điểm được Caravi. Phía bên này Kyria tốc biến được qua tường với một chấm máu, nhưng 369 chặt tốt. Tuy nhiên chưa dứt điểm được Honor, trong khi đó Faker có double kill. Ba thành viên còn lại cũng như là bỏ chạy, nhưng Kubayashi dứt điểm 369. Lại xả sát người Faker. Hóa vàng được Ruler. Ruler bị hất tung, Ruler bị làm chậm, nhưng mà Ruler có đồng đội đứng kế bên. Khổng lồ hóa còn mấy giây nữa mới hồi, nhưng không cần dùng, Ruler vẫn sống. Canavi thấp máu đại địa chấn được chồng bay Honor. Faker sẽ tốt và dứt điểm được Canavi. Bù lợi Baron vẫn còn 18 giây nữa dành cho T1. Và họ tiến vào hành trình kỳ diệu ba người, nhưng Messing không bị dính cú quy đó. Nhưng Zed lao vào giữ chân anh ta. Messing còn đúng một chấm máu. Và Zed ở trong ván thứ này ta lên búa tấn công nhằm tách con bài ba, con bài ở chốc kia. Nai bị giữ chân lại, Faker đang di chuyển tới, ta có phân chia thiên hạ. Kyria làm xuất sắc nhiệm vụ của mình và Faker chỉ cần đơn giản là dứt điểm Nai mà thôi. Và T1 cái đường di chuyển ra hàng rồng cần phải chờ một cái hành trình kỳ diệu. Jindong đang phải từ từ đi vào. Vuma vẫn đang ở khu vực đường giữa. Canavi mất máu nhiều quá. Tình huống đó thì đã có một pha tốc biến của Faker. Canavi hết máu rồi. Faker xỉa quá chất lượng và Canavi đã gục ngã. Cơ hội thắng giao tranh của Jindong bây giờ còn hay không? Vẫn còn. Ruler dứt điểm về Kyria. Và ta đã bị dứt điểm với Kubayashi. Xạ thủ của T1 bằng tốt. Và sau chinh cung gục ngã với cú double kill cho Kubayashi. Jindong không còn cơ hội nữa rồi. Giao tranh chính xác. Và hơn nữa thì nó khiến cho con bài bèo vét trong tay của Canavi lên bảng điểm số tới tận 5 lần. Nhưng Honor chỉ đơn giản là đi bộ ra. Sau khi đồng đội của anh ta tới thì quay ngược trở lại, xiên xích tung ra nhưng không trúng. Nhưng nó có ý nghĩa khép góc, đẩy lui đội hình của Jindong. T1 sẽ có thêm một nhà lính nữa.
Họ có muốn đẩy xuống đường dưới hay không? Bùa lệ Baron vẫn còn hơn một phút nữa. Họ có thể tận dụng điều này. Hai cửa đã có rồi. Yone sẽ đứng bên cánh để tạo ra những cái áp lực nhất định. Một Mita khiến cho đối phương gặp quá nhiều sự khó chịu. Còn đường dưới này, bốn thành viên của T1 đang đẩy tiếp. Nhà lính thứ ba và cũng là nhà lính cuối cùng của Zidong chuẩn bị phá hủy. Bắt buộc họ phải tràn lên, họ không có đường lui nữa. Làm gì cũng được, nhưng 10.000 tiền thì Zidong làm gì đây? Họ đang co cụm phòng ngự ở trụ bảo vệ nhà chính của mình. Rất là người lao vào gạt nhẹ đối phương 1 tỷ rồi lui ra. T1 đang chờ đợi những pha bắn của những con xe có bộ lợi Baron. Katavi lại bị xỉa và lại mất máu. Zidong đang phải lui ra. T1 phá trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên và thứ hai. Pha 69 đang phải lui. Zidong cố gắng tràn lên nhưng đại địa chân đã được chọn. Và Ruler bị bắt lại. Anh ta bấm đi đặt đỉnh điểm và nằm xuống. Con đường hoàng kim Ruler và Zidong bị chặn đứng bởi Faker và T1. Faker và T1 có mặt trong trận đấu cuối cùng.